Phản ứng của Do Thái đối với quyết định của Liên Âu, tin Jerusalem, các nhà lãnh đạo Do Thái đã lên tiếng hoan nghênh quyết định đặt cách quân sự của Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố. Bản danh sách sẽ mở cho chính phủ các nước Âu Châu phong tỏa mọi tài sản của cánh quân sự Hezbollah nếu có ở trong nước. Tổng thống Do Thái nói rằng Liên Âu đã có quyết định rất quan trọng, rất có ý nghĩa. Ông ta nghĩ Liên Âu đã làm một công việc thực sự phục vụ nhân loại, một cố gắng thực sự để loại trừ những kẻ giết người không cần lý do. Bộ trưởng Tư pháp Tippi Livni nói Liên Âu thừa nhận Hezbollah là một tổ chức khủng bố, cho thấy cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận những kẻ khủng bố, nhưng che giấu bộ mặt khủng bố bằng bộ mặt chính trị. Bà ta rất vui mừng trước quyết định của Liên Âu. Bộ trưởng Kỹ nghệ và Thương mại Natalie Bennett, ông hoan nghênh quyết định của Liên Âu đã coi Hezbollah là tổ chức khủng bố, nói rằng thực tế rất đơn giản, Hezbollah là kẻ giết trẻ em, giết kẻ thường dân. Hiện Hezbollah là một thành phần trong chính phủ Lebanon. Quyết định của Liên Âu sẽ tạo thêm căng thẳng tại nước này. Hezbollah vừa là một đảng chính trị tham gia chính phủ, nhưng cũng là một tổ chức dân quân có hàng ngàn du kích võ trang. Ngoại trưởng Adnan Mansour của Lebanon nói rằng Liên Âu đã có quyết định vội vã sẽ làm phức tạp tình hình chính trị Lebanon. Trong danh sách đen của Liên Âu có Hamas đang cai trị giải Gaza và tổ chức PKK đang tranh đấu chống Thổ Nhĩ Kỳ đòi quyền tự trị cho người Kurd.